Những sai lầm nguy hiểm khi sử dụng máy quạt. Trời hè oi bức, còn gì bằng khi mà được ngồi ở máy quạt. Tuy nhiên, khi các bạn sử dụng thì cần phải lưu ý những điểm như sau để không tổn hại đến sức khỏe của mình nha. Thứ nhất là tránh bật quạt hướng thẳng vào đầu và chân, bởi vì hai bộ phận này có chứa rất nhiều mạch máu và dây thần kinh. Cho nên nếu như các bạn hướng thẳng quạt vào đầu này thì sẽ rất dễ bị đau đầu này. Còn nếu như hướng thẳng vào chân thì sẽ khiến cho chân bị lạnh. Khi đó tim của mình sẽ làm việc rất là vất vả bởi vì phải tăng cường máu xuống chân để giữ ấm. Thứ hai là tránh ngồi quạt khi mà đang ra mồ hôi nhiều, bởi vì khi đó các mạch máu của mình đang bị giãn nở. Việc ngồi quạt liền thì sẽ khiến cho các mạch máu sẽ bị sốc nhiệt và bị co lại, khiến cho chúng ta dễ bị cảm lạnh, thậm chí có thể bị đột quỵ nha. Thứ ba là tránh việc vừa tắm xong mà đã ngồi quạt nha, bởi vì khi đó thân nhiệt của các bạn đang giảm này. Việc các bạn ngồi quạt như vậy thì sẽ khiến cho máu lưu thông không đều và máu có thể lên não chậm hơn, khi đấy rất dễ ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp và thậm chí có thể bị tai biến nữa. Thứ tư là tránh việc vừa uống nước lạnh vừa ngồi quạt mát nha, bởi vì nó sẽ khiến cho thân nhiệt của mình bị giảm này, rất dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp. Ngoài ra, nước lạnh còn làm cho dạ dày và ruột của mình sẽ có những cơn đau cấp tính. Cách tốt nhất là các bạn nên để quạt xa khoảng 2m đặng giữ thân người nha, và để chế độ quay qua quay lại nhé. Các bạn ơi, hầu như ngày nào chúng ta cũng phải dùng đến quạt. Vì vậy chúng ta hãy chia sẻ video này đến thật nhiều người thân và bạn bè của mình nha, để tất cả mọi người đều có thể sử dụng quạt một cách hiệu quả để không tổn hại đến sức khỏe của mình nha. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.